Sẽ như thế nào nếu một người lần đầu tiên chơi PUBG Mobile mà chơi PUBG Mobile? Thì có khác đoá gì những cái người mà tải cái game này về lần đầu và chơi đâu. Nhưng vì vậy nên mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính là giết được 10 người. Yeah, boy. Được rồi, lần đầu tiên thì đây là con game lần đầu tiên mình chơi. Vậy nên mình chưa có chỉnh đồ nhạy gì hết. Mình chỉ mới vào lướt qua cái setting và mình chỉnh đồ họa nó cao cao lên một chút xíu cho nó vui thôi. Chứ thật ra mình còn chưa chỉnh gì hết ở trong cái tựa game này. Được rồi, mình nghe thấy tiếng chân của các đồng đội. À quên, mình chơi solo thì làm gì có đồng đội. Có vẻ như nó lanh lắc, chắc là mình phải vào mình setting lại. Chỉnh về very high hoặc là... chỉnh về very low hoặc là chế độ medium thôi. Dường như con game này khá nặng so với con cạp màn hình của mình. Hoặc là do mình quay mặt, game này khá nặng. Đây rồi, cuối cùng mình cũng vào, vẫn khá là mượt. Và để giúp cho game mượt hơn, nó đã bị giật rồi các bạn ạ. Và để giúp cho game mượt hơn thì mình cần phải chỉnh lại cái đồ họa. Đây là lần đầu tiên mình chơi con game này, vậy nên sẽ nó rất là cùi và mình sẽ nhảy ở... Lần đầu tiên mình chơi nên thử thách giết 10 người khá là khó nha mọi người. Nope. Mặc dù có tận 100 người nhưng với cái kỹ năng sấy mà bay lên trời, mình còn chưa chỉnh độ nhảy các kiểu. Thấy mình rồi các bạn ơi. Chứa luôn được cái súng nước gì đó, nhảy xuống nhớt máu rồi không biết giết được người. Ui rồi, dụng mình nè. Đừng quay mặt thế, nước mắt rơi thì cứ. Ôi, chết tôi rồi. Dậy 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 đi ông cháu ơi. Ôi bạn ơi, bạn sức đề kháng kém là do bạn nghe bạn, là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Dù gì. Giờ thử được cái map này coi nó có thay đổi được cái tình hình thế giới hay cái gì. Nó 60 người thôi, chắc chắn cũng phải bắn được một thằng chứ hả? Giờ thử thách là bắn chết được một thằng đó. Thôi vô đây vô. Để gặp được thằng địch là buồn quá. Gặp một thằng đấy. Bắn ghê. Oh. Đánh cắp đấy.